trưởng thành là khi muốn trốn nhưng mà không ai đi tìm. Nhưng mà nếu được trốn ở một nơi khung cảnh đẹp và trong lành như thế này thì chắc Thu Hà cũng không muốn ai đi tìm mình đâu. Và ngay sau đây các bạn hãy cùng theo chân Thu Hà để cùng khám phá về dự án siêu thành phố biển du lịch sức khỏe Nova World Phan Thiết với quy mô hơn 1.000 hecta. Biết đâu sau khi xem xong các bạn cũng muốn trốn đến đây tận hưởng và không muốn ai đi tìm mình thì sao? Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn về khu biệt thự Florida 3.7. Đây là khu biệt thự song lập nhé. Và Thu Hà đang được đứng trước những căn nhà mẫu. Nhìn bên ngoài thì đây là những khu biệt thự có thiết kế tinh tế với màu sắc tươi mát. Và điều khác biệt rõ rệt giữa khu biệt thự song lập Florida 3.7 so với khu biệt thự đơn lập Florida 3.2 đó là có sảnh trước và sảnh đệm rõ ràng hơn. Cửa chính thì được thiết kế nằm ở phía bên hông. Còn bây giờ Thu Hà xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo chân Thu Hà vào bên trong để cùng khám phá. Đi thôi. Đây, như các bạn cũng thấy thì tông màu chủ đạo của căn nhà này đó chính là màu xanh nổi bật và mạnh mẽ, thể hiện được sự gần gũi với thiên nhiên, kết hợp với những làn gió biển êm đềm, tạo cảm giác rất là dễ chịu. Nhưng mà đồng thời căn nhà này cũng thể hiện được sự trang trọng và tinh tế, đúng theo tiêu chí của một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp với phong cách thiết kế American Art Deco. Và phòng vệ sinh master thì được thiết kế nguyên máy kính nên cảm giác rất là thoáng luôn. Thêm một điều đặc biệt nữa ở căn biệt thự này đó chính là cả hai phòng ngủ, phòng master và phòng ngủ phụ đều được trang bị ban công rất là rộng. Và đây chính là căn biệt thự số 2 mang phong cách thiết kế American Coastal, có sự va trộn giữa phong cách ven biển Mỹ hiện đại cho ta nhiều cảm giác thư giãn, thoải mái và nhiều cảm xúc nhất. Và khi mà đứng ở đây các bạn có thể phóng tầm mắt ra xa và ngắm nhìn được trọn vẹn bao quát khu clubhouse. Và đây chính là khu vực phòng ngủ với phong cách thiết kế mang không khí của một bờ biển và buổi chiều tĩnh lặng, kết hợp với sự ấm áp của bãi cát cũng như là những ánh nắng lấp lánh chiếu rọi vào từng chi tiết, mang lại một không gian đầy cảm xúc, thư giãn và cho ta cảm giác giống như là mình đang được nghỉ dưỡng ở trong chính căn nhà của mình vậy. Đặc biệt ở đây còn có thiết kế mái vòm ở cả hai bên phòng ngủ, tạo thêm nét mềm mại, cổ điển và sang trọng nữa. Mà Thu Hà được trải nghiệm cảm giác bơi ở một hồ bơi khá là rộng và nó nối liền với hồ cảnh quan như vậy. Một trải nghiệm khá là lạ lẫm giữa khung cảnh gần gũi với thiên nhiên như thế. Các bạn có thể nhìn thấy đây là khu clubhouse khá rộng rãi và thoáng. Các công trình xung quanh đều là thấp tầng, có cả hồ bơi, hồ cảnh quan và cây xanh, hoa cỏ nên vô cùng thoáng đãng và trong lành. Có thể thấy là chủ đầu tư đã cực kỳ tâm huyết và chăm chút cho khách hàng của mình khi dành một diện tích rất lớn cho khu thể thao này. Đến với dự án, du khách có thể dành thời gian để chơi các môn thể thao như bóng đá, tennis tại đây. Vậy là sẽ không phải lo đi du lịch nghỉ dưỡng mà bỏ bê thể dục thể thao rồi phải không nào? Xin được giới thiệu với các bạn khu vực cụm sân golf PGA Đông Quyên 36 hố. Đây cũng là cụm sân golf duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn và có bản quyền độc quyền từ Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Mỹ PGA để tổ chức các giải thi đấu trong hệ thống của tổ chức này. Và hiện tại khu vực này là khu vực của PJ Ocean Golf 18 hố đã được đi vào hoạt động nhé. Còn ở phía đối diện chính là khu vực PJ Garden Golf, hiện cũng đang được gấp rút xây dựng và dự kiến được đưa vào hoạt động vào tháng 9 năm 2021. Các bạn thử tưởng tượng mà xem, đứng ở đây chơi golf trên một sân golf chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế, lại còn được ngắm trọn vẹn khung cảnh view biển trong xanh, mát lành và nắng vàng rực rỡ thì còn gì bằng đúng không nào? Bật mí với các bạn, dự kiến trong tháng này, chủ đầu tư Nova World Phan Thiết sẽ ra mắt sản phẩm Boutique Hotel. Xu hướng đầu tư hấp dẫn sẽ tạo nên một làn sóng mới mẻ đầy thu hút.
giới thiệu với các bạn, đây là khu khách sạn Movenpick sẽ được quản lý bởi tập đoàn Accor danh tiếng hàng đầu thế giới. Đây chính là khung cảnh mà Thu Hà rất là mong muốn mỗi lần mình đi biển, đó chính là được ngắm hoàng hôn. Một khung cảnh rất là nên thơ, lãng mạn, được thả mình vào lắng nghe những giai điệu ngọt ngào ri rao của những con sóng vỗ. Và ở đây nha, mình có thể nhìn ra phía ở bên kia sẽ có một hệ thống nhà hàng. Các bạn sẽ ngồi ở trong nhà hàng này rồi mình vừa ngắm hoàng hôn, vừa hóng gió biển và vừa thưởng thức bữa tối thì còn gì bằng nữa. Từ nay các bạn sẽ không cần phải đi xa vào trong trung tâm thành phố và tìm kiếm nhà hàng nữa, rất tiện lợi đúng không nào? Như vậy là sau khi dạo quanh một vòng, Thu Hà đã có những trải nghiệm thú vị tại Novo World Phan Thiết. Thu Hà cảm thấy là những công trình hạng mục ở đây á, được xây dựng một cách bài bản, rực rỡ và đầy màu sắc. Cùng với đó là không khí trong lành, cho nên bản thân của mình luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, tích cực và luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết nữa. Mặc dù hiện tại dự án chưa hoàn thành 100%, nhưng đã trở thành một cái địa điểm để các bạn có thể tham quan, trải nghiệm, vui chơi trong cả ngày dài rồi. Và trong tương lai, khi nơi đây được hoàn thiện 100% về tiện ích, thì chắc chắn sẽ trở thành một địa điểm du lịch không thể bỏ qua. Và ngày hôm nay, Thu Hà rất cảm ơn các bạn đã cùng quan tâm, đồng hành cùng Thu Hà để cùng có những trải nghiệm chân thực nhất tại Novo World Phan Thiết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!